không có khả năng xin nhà ở xã hội nhưng vẫn bị đặt để các bị hại tin tưởng giao tiền rồi chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Kiều Phong 55 tuổi trú tại phường Vĩnh Trung quận Thanh Khê về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, vốn không có nghề nghiệp ổn định, nhưng Phong vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối, nhiều quen biết cán bộ tại Ủy ban Nhân dân thành phố, có thể can thiệp vào việc bố trí chung cư, nhà ở xã hội, nên rất nhiều bị hại tin tưởng và giao số tiền hàng trăm triệu đồng để phòng lo chạy công việc. Từ tháng 8 năm 2019 đến năm 2020, với thủ đoạn tương tự, Phong đã lừa đảo 5 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng, dùng để tiêu xài cá nhân. Tại cơ quan công an, phòng hoàn cố không thừa nhận hành vi lừa đảo của mình mà xem đấy chỉ là việc vay mượn với các bị hại. Hiện công an quận Thanh Khê đang mở rộng điều tra và tiếp nhận các bị hại có liên quan khác.